tăng chiết khấu nhiên liệu tại trạm xăng trên đường cao tốc của Pháp. Total Energy đã tăng chiết khấu thêm 2 cent đối với giá nhiên liệu của Pháp khi chính phủ buộc các công ty phải làm nhiều hơn nữa để giúp khách hàng đã đối mặt với làm phát gia tăng. Tập đoàn Năng lượng Khổng lồ của Pháp cho biết hôm thứ Năm ngày 30 tháng 6, họ sẽ giảm giá 0,12 euro mỗi lít nhiên liệu tại các trạm dịch vụ đường cao tốc ở Pháp từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8. Khoản giảm giá nhiên liệu 0,10 euro đã hết hạn vào ngày 15 tháng 5. Khoản giảm giá mùa hè là 0,12 euro được giới hạn trong mạng lưới 123 trạm. Điều này sẽ dẫn đến việc giảm giá tổng thể tại các trạm dịch vụ Total Energy là 0,30 euro mỗi lít, bao gồm chiết khấu của nhà nước Pháp là 0,18 euro mà Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire đã đề nghị giữ nguyên cho đến cuối năm. Nhân viên sân bay ông Loris Foreman cho biết anh đã quan tâm đến giá cả tăng chóng mặt, đặc biệt là vào cuối tháng khi anh ấy phải tắt chặt hơn các chi phí trong khi ảnh hưởng đến người tiêu dùng, giá năng lượng tăng cao đã thúc đẩy lợi nhuận kỷ lục tại một số công ty, khiến một số chính phủ áp thuế thu nhập, giống như Anh đã áp dụng đối với các nhà sản xuất khí đốt và dầu. Cho đến nay, Pháp vẫn áp dụng chính sách tương tự, Pháp thúc giục các công ty hành động thay vì đe dọa về việc áp thuế.